Thưa quý vị và các bạn, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Người dân đã nâng cao nhận thức trong việc hưởng ứng chương trình và nêu cao vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Ở từng địa phương, từng thôn bản đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương sáng, người có uy tín, tâm huyết, gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo được chú trọng nhân rộng, góp phần cùng cộng đồng chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Và đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Nông thôn mới kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, năm 2017, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên về đích nông thôn mới. Đạt được kết quả trên phải kể tới những gương điển hình hăng hái đi đầu trong phong trào khi được địa phương phát động. Ông Hoàng Văn Phấn ở thôn Sài Hai không chỉ là hộ sản xuất giỏi mà còn tích cực đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, ngoài việc đóng góp chung, ông Phấn đã tự nguyện hiến hơn 500 mét vuông đất khi công trình đường giao thông đi qua. Không những vậy, ông còn tích cực vận động con cháu trong gia đình ủng hộ nhiều ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng trong thôn. Không chỉ gương mẫu đi đầu, ông Hoàng Văn Phấn cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ, hỗ trợ những hộ dân khác tại địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cùng nhau góp công, góp của cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại thôn bản. Để bà con nhận thức được rằng là xây dựng nông thôn mới, vì trong quá trình đời sống của nhân dân từ những cái con đường rất là vất vả cho đến bây giờ được nhà nước đầu tư, thì bà con cũng phải bỏ công sức và tiền của để nhà nước và dân cùng làm, thì bà con rất là hưởng ứng. Trong khi bà con đã hiểu ra rất là hưởng ứng, và bà con ủng hộ tiền, ủng hộ đất, ủng hộ ngày công. Đến cuối năm 2017 thì xã Lương Sơn được về đích nông thôn mới. Chỉ cách đây vài năm, hầu hết các tuyến đường thôn Sài Hai đều là đường đất. Mỗi khi mưa xuống, đường lầy lội gây khó khăn cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa của nhân dân, cũng như việc đi học của con em thôn bản. Chứng kiến và thấu hiểu nỗi vất vả của bà con khi đi qua những tuyến đường này, và nhất là khi xã Lương Sơn triển khai đề án làm đường bê tông nông thôn, anh Đặng Văn Kim đã bàn với vợ ủng hộ tiền và ngày công lao động, cùng với nhân dân trong thôn thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn, đảm bảo khang trang và sạch đẹp. Không tiếc công sức cả mấy tháng trời vật lộn với việc làm đường, bản thân anh Kim còn hỗ trợ thôn tiền mua cát sỏi và thực hiện giám sát chất lượng đường. Hiểu là làm, bản thân anh và gia đình đã gương mẫu đi đầu hưởng ứng các phong trào. Không những vậy, anh còn đến các hộ xung quanh vận động giải thích những lợi ích mà nông thôn mới mang lại cho bà con thôn bản. 3 tháng trời nên là em ngày nào em phải đi quản lý cho bà con để xem mái móc này đổ thế nào, kê mái này, xong để quản lý xong mới đứng mái để đổ cho bà con này, quy cách này, đổ thế nào. Mà em phải đi, không đi này ví dụ bà con nhiều người nó không biết. Dân là rất ít, đợt đấy mà em chưa dồn thôn Sài Ba, thôn chỉ có 36 hộ thôi mà đổ một cây sấu đường là mà em phải làm toàn bộ, là ngày nào phải đi làm 3 tháng liên tục. Cùng với sự nỗ lực của người dân thì những đóng góp tích cực, gương mẫu đi đầu của các hộ như ông Phấn, anh Kim đã đưa Sài Hai trở thành thôn đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của xã Lương Sơn. Không chỉ vậy, những việc làm, sự gương mẫu đi đầu đã thực sự tạo thêm sức lan tỏa, tác động lớn đến nhận thức của người dân trong thôn Sài Hai nói riêng, xã Lương Sơn nói chung trong xây dựng nông thôn mới. Bà con chúng ta đúng đã đồng lòng và tập trung là hưởng ứng. Và một số hộ là hưởng ứng về hiến đất, một số là chúng ta cùng góp công, góp tiền, góp của. Thì trong một thời gian chúng tôi cũng đã làm được tuyến đường hơn 2 km. Hiện nay đúng thực sự là bà con như tôi thật sự là hào ứng về cái vấn đề đường đi lối lại, và đặc biệt là vấn đề cho con em đi học đều đặn không như trước kia nữa. Không bằng lòng với những kết quả đạt được, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Lương Sơn đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cụ thể, đối với các tiêu chí như tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra nhiều việc làm mới, phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi, giúp các hộ, nhất là hộ nghèo có phương tiện, tư liệu sản xuất, tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình phúc lợi công cộng nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là nhân rộng những điển hình,
như ông Phấn, anh Kim để phong trào thực sự có sức lan tỏa rộng trên địa bàn xã. Đối với việc mà đóng góp nông thôn mới thì có lẽ là không thể kể hết được, rất là nhiều đối với các hộ dân mà các hộ điển hình. Cái thứ nhất là ví dụ như là cái công tác xây dựng cơ bản thì nó có nhiều hạng mục, ví dụ làm đường giao thông thì nhân dân tự hiến đất, bỏ đất của gia đình nhà mình ra, kể cả đất trong biển đỏ, đất thổ cư hoặc là đất vườn rừng, vườn tạp, tất cả loại đất, thì cái này là do công tác tuyên truyền vận động nhân dân và ý thức của người dân để thực hiện tuyên truyền đến bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở huyện Bảo Yên mà còn nhiều địa phương vùng cao khác của tỉnh đang ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại xã Cán Cấu, huyện Simacai, mặc dù tiêu chí giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí khó khăn nhất, vậy nhưng đây lại là một trong những tiêu chí được hoàn thành sớm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương vùng cao này. Để có được điều đó, một trong nhiều giải pháp được xã quan tâm là phát huy vai trò của những người có uy tín, gương sáng trong lao động sản xuất nhằm tạo sức lan tỏa, noi gương trong cộng đồng dân cư. Đến với xã Cán Cấu, dễ dàng nhận ra sự thay đổi của hệ thống đường giao thông nông thôn. Nhiều con đường trước đây nhỏ hẹp, nay được nâng cấp, mở rộng, trải sỏi đá hoặc bê tông xi măng rất thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Anh Vàng A Giảng ở thôn Cán Chư Sử là một trong những tấm gương tiêu biểu đã có nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở Cán Cấu. Những năm trước đây, mặt đường đất trong thôn nhỏ hẹp, mùa mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù. Vì thế, việc đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản trên con đường này gặp nhiều khó khăn. Hiểu được ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới, được chính quyền địa phương vận động, anh Giảng đã hiến 1.500 m2 đất ruộng sản xuất để làm đường giao thông liên thôn. Không chỉ vậy, bản thân anh cũng rất tích cực kêu gọi anh em, bà con thôn bản đóng góp bằng cách hiến đất và công sức, tiền của để làm các con đường trong bản. Thì bây giờ đường đã hoàn thành để nhân dân đi làm rất là thuận lợi. Mà trước đây là chưa có đường này nổi đồng, mới là đường nông thôn mới là toàn điệu, mới là thuộc ngu thu thóc, mới điệu ngu điệu thóc ở nương về thôi. Bây giờ thì đã làm cái đường nông thôn mới này, bây giờ toàn đi xe máy đi chở thóc chở ngu về, rất là thuận lợi cho dân và thuận lợi cho tất cả nhân dân ở trong thôn ạ. Không chỉ riêng anh Giảng mà trong xã còn có trên 30 hộ dân hiến đất với tổng số trên 10.000 m2 đất, đóng góp hàng ngàn ngày công trị giá trên 3 tỷ đồng. Nhờ vậy đến nay xã đã cứng hóa được 15,9 km đường giao thông nông thôn, xây dựng cống thoát nước, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Cán Cấu đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, nội dung, tư tưởng, chỉ đạo, cơ chế chính sách của đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng nhân rộng mô hình mới, cách làm hay sáng tạo. Với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, trong đó có những đóng góp của những gương sáng nông thôn mới, đã đưa Cán Cấu hoàn thành các mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018. Qua các cái gương điển hình này, thì từ cái việc góp sức góp của hiến đất, như cũng như việc xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế của các cái điển hình này, có cái sức lan tỏa để các hộ khác noi theo và cùng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt được thành công như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là cả một hành trình, chứ không phải chỉ là điểm đến. Bởi các tiêu chí đã đạt chuẩn ở thời điểm này nhưng sẽ không còn phù hợp ở thời điểm sau, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Do vậy, việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới là vấn đề quan trọng được đặt ra ở tất cả các địa phương sau khi đạt chuẩn nông thôn mới. Ở đó, vai trò của những điển hình trong xây dựng nông thôn mới càng trở nên quan trọng, sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, đem lại cuộc sống mới, diện mạo mới cho người dân ở các địa phương. Đến đây, chuyên mục nông thôn mới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.